Thưa quý vị, lợi dụng đường vắng, nhiều xe ô tô không có người trông coi, các đối tượng trộm cắp đã đập phá kính chắn gió để chiếm đoạt số tài sản mà người dân còn để trên xe. Số vụ đập kính ô tô ngày một nhiều khiến người dân thành phố vô cùng bất an, lo lắng. Sau thời gian vào cuộc quyết liệt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã truy xét thành công và phá chuyên án, bắt giữ được các đối tượng gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên. Từ cuối tháng 11 năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố tiếp nhận thông tin tại các khu tái định cư ở địa bàn các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, chuyên án truy xét được xác lập. Các tổ trinh sát được cử tiếp cận hiện trường, nhưng dấu vết để lại dường như đều là số 0. Nhiều nhận định được đưa ra và manh mối về số đối tượng thực hiện hành vi bắt đầu hé lộ. Có thời điểm là ban chuyên án đã xác định cái khả năng đối tượng ở từ địa bàn khác ngoài thành phố Đà Nẵng đến để thực hiện hành vi này. Và từ đó ban chuyên án đưa ra nhiều cái định hướng để rà soát đối tượng. Các đối tượng này là thường xuyên là thay đổi về đặc điểm nhận dạng, cái đặc điểm cấu trúc của phương tiện như xe máy để nhằm cái tránh né cái sự truy vết của cơ quan công an. Đến ngày trưa ngày 13 tháng 1 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành bắt khẩn cấp hai cái đối tượng vào về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Thương, 30 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê và Chế Văn Quý, 38 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Bước đầu các đối tượng khai nhận, sau những lần đi chơi về khuya, thấy người dân để xe ngoài đường ở những khu vực vắng vẻ thì tiến hành đập kính chắn gió, lấy hết tài sản đem về cầm cố, bán đi, lấy tiền tiêu xài. Riêng Nguyễn Anh Thương còn tự mình thực hiện nhiều vụ đập kính ô tô để chiếm đoạt tài sản trị giá 100 triệu đồng. Vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng Thương vẫn chứng nào tật nấy. Thì qua đây cũng nhắn nhủ đến bà con nhân dân chúng ta trong quá trình sinh hoạt nên chú ý phòng ngừa và tự quản lý tài sản của mình trước, đặc biệt là những tài sản mà gọn nhẹ, những tài sản mà để lại trên xe ô tô thì chúng ta nên chú ý cái vấn đề này nhằm để mà loại bớt đi những cái điều kiện để mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện cái hành vi phạm tội của mình. Khám phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ số đối tượng chuyên đập kính ô tô đã cho thấy quyết tâm đấu tranh đến cùng của toàn lực lượng công an thành phố đối với những đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân để chiếm đoạt tài sản. Việc làm này đã giúp người dân an tâm hơn cũng như cảnh giác hơn với những hành vi tương tự.